Chào tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của mình. Rất là vui gặp mọi người trong video lần này. Và mình đang bản đồ đó chính là trạm cấp quân trang. Mình sẽ lấy cho mình một cái chuyện quá khổ mọi người nhá. Khá nhiều anh em comment bảo mình làm cho anh ấy xem là chính là đao đất 3 cái mỏ thạch. Đợt trước mình đã làm kiểu đao đất 3 mũ rồi. Và nên bây giờ mình sẽ làm thêm đao đất 3 găng nữa để cho anh em xem sức mạnh của đao đất 3 găng cộng kết hợp với 6 phù thủy sẽ như thế nào ạ. Vâng. Map cái này trạm quân trang này thì khởi đầu chúng ta sẽ có 3 món đồ lẻ mọi người nhá. Ba món đồ lẻ này thì nó khá hấp dẫn, nó sẽ tạo cho chúng ta một cái lối chơi khác biệt. Thì ở những phiên trước ấy thì cái map này thì nó cho là hai món đồ lớn luôn, vậy nên là anh em chơi dễ bị trùng bài với nhau. Được sự góp ý của rất nhiều game anh em thì cái ôi hai găng mỏ thạch là hai găng đấu tập mọi người này, ngon chưa? Thì Riot đã hiểu là cái thay đổi cơ chế game đó chính là nó sẽ chỉ cho 3 món đồ lẻ thôi, chứ không phải cho 3 món đồ chính nữa như ngày xưa nữa. Và anh em phải thấy rằng mình đang có... Ui, gì này? Có tận... hai các bộ thạch luôn à? Từ sớm à? What the hell? Căng vậy anh em? Hai các bộ thạch từ sớm này. Nhân phẩm vậy. Tí nữa mọi người ạ, tí nữa mình sẽ lắp sau nhá. Để xem nào, con Mafin là vẫn vô tư thôi. Mafin là ăn vô tư cái bãi chị người nhỏ nào nhỏ này, nên mình cũng chưa cho đội hình vào. Hai con cửa vest. Để xem tiếp tục là món đồ gì đây. Nếu mà ra một cái chuyện có khổ thì chúng tôi đến chịu luôn ạ. Là mình sẽ có, đó chính là combo huyền thoại luôn. Ok, Mafia 2 sao này, lên luôn nhá. Đây, đắp cho nó găng một thạch một luôn. Một găng này, hai găng này, phù vãi trưởng chưa. Khởi đầu là có hai găng một thạch này thì bố thằng nào đỡ cho nổi đúng không mọi người? Không là ai là đỡ nổi được rồi. Khá căng này, kèo này, khá căng đây. Mafi x2 găng thì cái con Mafi cầm găng bảo thạch thì nó không tác dụng mọi người nhá, không có tác dụng đâu. Mafi chỉ cầm mũ thủy mới có tác dụng thôi, còn cầm bảo thạch thì hầu như là không có, bởi vì cái kỹ năng của nó là kỹ năng nội tại chứ không phải là kỹ năng gọi là thi triển không mọi người không, nên là nó sẽ không tác dụng gì nhiều. Mình kể đấy cho anh em có thể trải nghiệm được cảm giác gọi là Mafis cầm trang bị găng mỏ thạch thôi. Anh em thấy lượng giáp nó vẫn thế, nó không được tăng lên nhiều đâu. Nhưng mà khi mà cầm mũ của thủy ý, cầm hai mũ thôi, thì tôi nói anh em phải nói rằng ý, là lượng giáp của nó gọi là vô đối luôn, rất là nhiều, nhiều cực luôn ấy. Through the highways, till my shadow turns.
Lượng máu của mình là 94 nên là bây giờ uầy, mất rồi, mất hết rồi mọi người ơi. Còn một cái trượng nó khổ nhưng mà liệu rằng mình có thể lấy được khó không là điều quan trọng này. Oh my, tuyệt vời các mọi người ạ, mình đã lấy được nó nhá. Khá là ngon. Bây giờ mà round farm quái ở bãi người đá nó tặng thêm cho mình một cái gọi găng đấu tập nữa thì đúng là tuyệt vời mọi người ạ. Là mình sẽ có gọi là cùng một huyền thoại 3 găng bảo thạch mọi người nhá. Và con sở hữu băng bảo thạch của mình đó chính là Darius. Darius cầm 3 găng bảo thạch. Chất lượng cực kỳ mọi người ạ. Darius thì anh em biết rồi, sát thương của nó thì khi mà dưới 50% máu thì nó sát thương nó khủng rồi. Cái kiểu cái tỷ lệ gọi là đam nó to rồi. Còn chưa nói đến kể là kiểu lúc mà nó kết hợp với cái kiểu là 6 phù thủy nữa thì nó khủng như nào đúng không? Nên phải nói anh em chứ, gọi là super khủng. Thì mùa 4 sắp tới rồi. Vậy nên là tôi nói anh em kiểu mùa 4 sắp tới rồi thì không biết là anh em có thể là có thích chơi ở bên BBE không? Em thích chơi ở bên BBE thì để comment ở dưới mình sẽ hướng dẫn anh em chi tiết về cách chơi ở BBE nhá. Sẽ ở BBE cách tạo tài khoản và cách tải game BBE như thế nào. Ok, 90 máu, không sao cả. Tất cả mới chỉ là khởi đầu thôi. Tất cả mới chỉ là khởi đầu thôi mọi người ạ. Ok, bây giờ mình đã đỡ ớt mọi người nhá. Mình sẽ bỏ đá ớt vào luôn. Bây giờ anh em thấy sức mạnh của nó một chút này. Mà chưa, tuy bây giờ nó vẫn chưa gọi là ổn định thôi nhưng mà cũng gọi là khỏe đấy, anh em thấy sức mạnh của nó rồi. Bố, bố ơi. Chắc còn một phát anh em ạ, chỉ có một phát thôi. Em kích khủng ạ. Ui. Ui. Bố kìa. Bố thì đỡ thế nào ạ? Cho tôi how to đỡ con đá ớt này. Trừ khi cầm 2 phút rồng thôi thì may ra mới gọi là đỡ được con đa đốt này. Còn không thì hơi khó đấy. Hơi khó để có thể đỡ được con đa đốt này. Sức mạnh của nó gọi là bá đạo lắm. Nếu mà chúng ta chơi với kiểu 6 phù thủy thì chúng ta sẽ không có khả năng hồi máu. Không có khả năng hồi máu. Vậy nên thì mình sẽ kiểu phải up lên level 9 ấy, để kiếm thêm 2 vũ trụ vào thì nó mới khỏe được. Đấy, đấy là điều quan trọng. Và khi anh em biết rồi, sát thương của con này thì gọi là bá đạo cực kỳ. Mà kết hợp 6 thủy thì đam nó to chó chạy luôn. Rất tiếc là ở cái round này không có một cái găng đấu tập tiếp theo. Mà nó lại ra khá nhiều trang bị liên quan đến xạ thủ. Darius của mình thì sẽ thiếu một con ở up 2 sao. Mình khả năng sẽ run Darius ở round gọi là level 6 đi. Level 6 mình sẽ run Darius nha. Tầm đó giai đoạn này thì mình chủ yếu là muốn dep game thôi. Muốn dep game để có thể lấy thêm một cái trang bị găng đấu tập tiếp theo để hoàn thành combo trọn vẹn thôi. Bởi vì thiếu một thứ mà không thể làm được một video trọn vẹn thì hơi tiếc. Nên phải cố gắng feed máu và giữ máu ở lượng thấp ấy. Để có thể gọi là lấy được trang bị ngon lành của mọi người nhá. Xin thông, ôi cho xin thông vào để lấy một cái hệ vũ trụ. Đa đớt có khả năng hút máu nhiều hơn, cao hơn.
xoay ra cầm cái đồ này gắt bắn gắt quá mọi người ạ. Kiểu cung xanh rồi cuồng đao của cuồng kiếm nữa, bắn hơi hơi chua. Nhưng không sao, mình sẽ đợi đến gọi là cái mức một chút nữa thì mình sẽ có thể hủy diệt trong này được. Hủy diệt tốt luôn. Bây giờ chúng ta phải ngậm ngùi cay đắng một chút đã, rồi tí nữa ra sẽ báo thù rồi ạ. Quân tử chỉ trả thù 10 round chưa muộn mà. Đúng không? Quân tử trả thù 10 round chưa muộn là không sao cả. Tất cả chỉ là khởi đầu thôi. Rồi bây giờ đã được 2 sao rồi. 74 máu. Mình round này thì mình nghĩ là kiểu cho ta trang bị cái găng đấu tập đấy nó khá là dễ ra đấy. Cho dù nếu mà chắc không ra ấy, thì mình sẽ ép cho nó ra để chúng ta chơi không tặc. Ui ông này anh em nhìn nữa. Đã được 2 sao rồi, bổ này anh em, bổ này. Một mạng, hai mạng. Ui phát này không chỉ chí mạng nhá. Phát này mà chí mạng nó có đi luôn rồi. Một, hai và ba mạng. Ui bổ kìa. Mình cảm thấy là cái lượng sát thương của Darius này, Darius mà cầm trang bị này nó mạnh hơn con Darius cầm vũ thủy cũng khá nhiều đấy, mạnh cũng mạnh hơn một chút đấy. Anh em lấy hết trang bị rồi, chỗ khổ này là thứ mình không cần mọi người ạ, nên là mình sẽ phải lấy một cái bé ép thôi. Bây giờ nếu lấy bé ép mà lắp vào cái trang bị thành một cái gọi là kiểu xuống tách cho Darius thì đúng là bá đạo, nó sẽ có khả năng hút máu rất là ghê. Nhưng mà vấn đề quan trọng là mình đang làm ba găng, chứ nếu như mà kiểu đồ chuẩn cho Darius thì như này là đồ chuẩn lắm rồi này, cho thêm một cái gọi là kiểu xuống tách thì đúng là đồ chuẩn thế giới. Nhưng mà vấn đề quan trọng ở đây là không phải như thế. Bây giờ mình sẽ run Darius 3 sao ở mức này nhé, mức level 6 này. Để xem nó có lên 3 sao rồi không. Búp búp búp. Chung là cái lượng nhìn cái da đất nó bổ mà tôi nhìn thấy tội với ông này luôn ạ. Vỡ hết đầu luôn. Vỡ hết cả đầu luôn ạ. Không thể đỡ nổi luôn. Chỉ cần thêm một cái găng bảo thạch nữa thôi là chúng ta sẽ có tỷ lệ chí mạng rất cao. Đã đỡ để anh em. Ok Ron nhá. Cứ Ron thôi, lấy lợi tức Ron thôi. Mình chẳng mất gì cả. Mình chẳng phải anh đua với ai cả. Nên là mình cứ để lấy lợi tức Ron thôi. Ông này thì chơi gì đấy? À cũng đa đỡ anh ạ. Đa đỡ là một con tướng quốc dân như kiểu tướng quốc dân. Ui. 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 Rồi. Ui xổi ơi. Ui xổi ơi. Đúng là tướng quốc dân mọi người ạ. Đa đỡ kiểu tướng quốc dân nhưng cũng kiểu đa xua vậy. Hở là bích, hở là bích thôi. Anh em thì khá là đam mê với con Darius này nên là thực sự là để có thể Darius 3 sao là một điều hơi chua chua đấy, kiểu thế. Nhiều người bích quá thì dĩ nhiên là mình sẽ là một người sẽ không ra được rồi. Darius bây giờ chỉ thiếu 3 con nữa mọi người nhá. 3 con nữa thôi là chúng ta sẽ có siêu phẩm Darius 3 sao. Vậy nên là cái điều đấy bây giờ là nó chung tỷ lệ cao. Cho dù mấy ông kia có kiểu có bắt tướng thì mình cũng sẽ đợi thôi. Đợi đến lúc ông ấy chết đi thì mình sẽ đón tiếp, không sao cả. Cũng ổn. Không khó lắm. ta can này anh em. Cứ mua nhá, mua để đép game thôi, để duy trì trạng thái này thôi. Vô công này.
tí nữa mình cảm thấy ổn thì mình sẽ thay đổi bọn pháp phù thủy vào. Còn bây giờ để này đã đi. Tám trăm tám mươi thì cái lượng em không, cái lượng sát thương ấy mà khi ra đất đạt 3 sao ấy là nó chỉ gọi là 8888 thôi, nhưng mà khi mà nó đạt 3 sao kết hợp với phù thủy với cả trang bị nữa ấy thì sát thương nó lên 8k. Ôi trời ơi, vãi trưởng, gọi là x 100.000 lần, à 100 lần anh em ạ, x 100 lần. Ui nó bổ kìa, bổ thực sự đáng sợ đấy, sát thương quá đáng sợ. Ro nào, mình phải có đa đất trước khi mà ông kia có đa đất 3 sao nhá. Chứ nếu khi mà mình có đó, ông kia lên 3 sao thì mình chưa lên 3 thì có vẻ hơi củ chuối đấy. Mình sẽ ăn hành ngập mồm đó. Ok thôi bán thôi, mình sẽ cho phù thủy dần dần vào thôi, như thế thì mới ổn được. Ok, chẳng lẽ mình lại không có thêm một cái găng đấu tập nữa đúng không? Như thế thì có vẻ hơi buồn, nhưng mình nghĩ là sẽ ra thôi. Chẳng lẽ game lại đối xử mình quá đáng như vậy được. Ok này, chúng ta sẽ run một chút nữa. Xin nó ra 2 sao à? Bây giờ mình sẽ chấp nha mọi người, chấp này một round để mình lấy gọi là lấy ra găng độc tập nhá. Mà nếu mà chấp mà lại không ra găng độc tập thì thôi tôi cũng đến chịu luôn, thì dĩ nhiên là mình sẽ phải gọi là có cảm giác gọi là hơi bị cry rồi, hơi buồn rồi đó. Hôm nay đang chơi kiểu siêu công nghệ đây. Wow, có một găng đấu tập đến từ vị trí của Dasua mọi người ạ. Với cả anh em găng một lăng cầm kìa, găng một lăng cầm cầm một cái luôn cái trượng quá khổ kìa. Thơm ngon chưa, găng một lăng kìa. Bây giờ mình lấy găng một lăng là găng một lăng gọi là đồ thế giới luôn ấy, nó bội gọi là combo đồ thế giới luôn. Nhưng mà thôi, mình sẽ lấy con Dasua đi để nó thêm gọi là chọn vẹn cái thử thách, đó chính là ba găng bảo thành cho anh em đề ra. Mình sẽ làm cho anh em xem đó chính là đa đốt 3 găng bảo thạch, cái lượng gọi là sát thương bá đạo nhất như thế nào nhá. Đợt trước mình là 3 mũ mình làm rồi, 3 kiếm súng mình làm rồi, thì bây giờ mình sẽ chuyển luôn 3 găng đi cho nó trọn vẹn luôn. Mà ý mà đây kết hợp với 6 bộ thủy nhá, 6 bộ thủy thì kết hợp nó kiểu hơi củ chuối là mình sẽ làm như thế thôi. Và có thể anh em xem nhiều rồi nhưng mà 6 bộ thủy có thể anh em chưa xem được lượng sát thương khủng nhất của nó. Ok, bây giờ chúng ta đã có đa đốt 3 găng. Và còn một cái con cuối cùng thì thôi mình dùng Neko mình đấy nhá, dùng Neko luôn. Dùng Neko cho lên luôn để đỡ phải được chờ đợi cả. Mình không thích cảm giác chờ đợi hay là run cái gì đó hơi xa vời nhá. Thích chuẩn luôn. Ok. Rồi anh em nhìn thấy sát thương của nó này. Nó chỉ là biểu diễn một lần thôi. Ây da. Ui, đang anh em đen không ạ? Đang bay dính vào cổ bom vào mồm ạ. Vãi trưởng không? Con Temo kìa. Đá đất của nhà tôi đang bay mà đánh ngay cổ bom vào mồm của Temo thì tôi cũng chịu rồi. Bom Temo nó ném vào phát làm nó kiểu gây ra cái gọi là cái skill khống chế, làm đá đất không thể bổ luôn. Vãi cả trưởng. Ok, không sao. Như này là quá đỉnh rồi, như này thì cũng gọi là ổn lắm rồi. Đạt ớt đã gọi là khiến cho các bạn ấy phải khổ sở rồi đấy. Đá ỉa không đều mọi người ạ. Ok. Bây giờ thì chúng ta cũng đến với round gọi là quyết định cuối cùng để thể gọi là đi chợ nào.
đi farm quái lấy đồ nào. Bố làm gói 6k, 7k, ui 2k, 2k, 3k, wow. Chất lượng phết, chưa đủ 6 thủy anh em ạ. Thì đã đủ 6 thủy nó mới bổ kinh khủng được. Bây giờ nó vẫn chưa. Bây giờ nó vẫn chỉ là hơi tầm thường thôi. Vẫn đang kiểu là một đa đớt tầm thường, như bao đa đớt khác thôi. Nhá, bây giờ chính là con đa đớt quái vật trong truyền thuyết đây. Bác cả một thạch cũng có 6 thủy anh em ạ. Mình sẽ kết hợp lên level 8 nhé, để cho 6 thủy vào luôn. Và khi đợt level 9 thì mình sẽ cho thêm người là 2 vũ trụ vào để có năng hút máu nhá. Như này là quá đỉnh rồi. Ani thì mình cho trang bị này để có thể nó là không chống, chống chịu một chút mọi người ạ. Bổ ông ơi, bổ ông ơi, bổ ông ơi, bổ ông ơi. Wow, what the fuck. Ôi, Neko rất là nhiều người ạ. Nãy giờ thì mình để ý là rất là nhiều Neko nha. Ok, trang bị này thì mình cho luôn con Ani nhá, để nó boost cho Darius một chút chén sức mạnh nhờ. Nâng cấp nào. Cái Soul Jean thì mình nghĩ là mình sẽ cho con là con Gravette đi, khởi đầu cho Gravette cũng được ha. Cho nó đứng đây tạm tạm thôi, đứng đấu hai một chút. Rồi ok như này. Rồi ok, như này đi. Và bây giờ thì mình sẽ để Ani lên đầu đi, như này. Cái này thì mình cho con này đi. Để đây nhá. 5 phút thủy rồi. Bây giờ thì mình chỉ được up level thôi, up level 9 thôi. Là chúng ta có 6 vũ thủy cộng với cả thêm 2 vũ trụ nữa để kiếm 15% hồi máu cho Darius. À, team băng à, căng vậy. Ủa, mình bị đéo gì vậy? What the fuck, man? Rờ đúng lúc con AC nó rờ nữa à? Hay vậy. Kiểu nhiều lúc kiểu trùng hợp nhở. Một cái sự trùng hợp quá kinh khủng luôn. Nó như kiểu là một cái sự sắp đặt sẵn rồi. Mình chỉ là một diễn viên thôi. Đúng lúc Darius bổ thì AC lại rờ. Còn Darius nó bổ chứ. Làm nó kiểu mất luôn cái dây cây choáng luôn. Winston, ok, ok. Ông này, tôi nói anh em nhé, ông này tôi gặp với tôi bổ phát nào là chết phát đấy luôn. Nhưng mà con Sayza này, Sayza cầm trang bị hơi gắt. Nó có thể khiến cho con Darius mình bị thương, khiến Darius mình bị thương rất là nặng đấy. Nên là mình đã gọi là chuẩn bị cho mình con Gravette rồi. Gravette gây mù ấy, để mù những ông mà có thể gây cho cái lượng, đó chính là cái lượng sát thương về đòn tay. Rồi. Đừng nói là Fiora nha, đừng nói là Fiora nha. Fiora nha. Fiora nha. Ui. 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 Lại bị choáng rồi. À, ông bên em lộn mọi người ạ. Ông bên em lộn ấy là nó mất hiệu ứng của Darius nha anh em. Vi khi gặp kiểu con Venen ấy, nó lộn ấy, thì nó sẽ mất hiệu ứng thôi. Mất hiệu ứng của Vi luôn. Năm phù thủy này, kiếm thêm con phù thủy nó đi. Ok, có dâu mọi người, tuyệt vời luôn, chúng ta có 6 phù thủy nhá. 6 phù thủy bị binh, cộng với 3 bị binh và 2 không tặc. Tuyệt vời, nói chung này là quá đỉnh rồi. Anh em đã thấy sức mạnh tối thượng của Darius luôn. Làm gói tim bạn, làm gói tim bạn. À, AC kìa. Tôi nãy giờ hơi bị buồn AC rồi nha. Cứ mấy phát rồi mọi người ạ. Hơi bị nhiều lần như vậy đó. Cứ đang bổ, đang lên đỉnh thì cuối cùng lại bị tắt nứng ạ. Khó chịu vãi cả trường luôn. Rồi, ui, có thêm một cái thông đạo mọi người ạ, mình lấy luôn nhá. Nếu mà anh em nhường cho mình sẽ lấy luôn thông đạo này cho con Annie cầm 3 thông đạo luôn. Để có một chút gì đó gọi là tăng cơ cho đội hình của mình. Mình lấy cái này được 5 vàng nữa chứ. Hơi là khá là thơm, thơm lành cành đào luôn. Ok. Wow, anh em ạ, rồng này anh em. Rồng 3 găng cộng với cả 3 mũ, 3 triệu quá khổ thì 3 cái
găng đỏ thạch thì tôi nói nghe sát thương của nó gọi là quá khủng đấy, khủng thật. Nhưng mà thôi, bây giờ mình đang làm content chủ yếu với Dark Earth nên là mình sẽ không thay thế nhá. Tức là thường mình sẽ thay thế ngay đấy, mình là một người rất là nhanh đổi ý. Để xem nào, đây ông này này, ông này xây ra này anh em, xây ra này, xây ra này. Xây ra này căng phết đấy, không phải đùa đâu. Nhưng mà có con Gravette rồi, Gravette mình đã full cây mana ấy, là gặp nó sẽ có thể mù luôn. Đây, anh em nhìn nhá, mù luôn này. Mù luôn, đấy không ạ, đấy. Như thế thì sát thương của xây ra sẽ không còn nữa. Và việc còn lại chỉ là việc Dark Earth thôi. Một. Uầy, nhẹ nhàng quá nhở, có vẻ chơi game hơi nhẹ nhàng đấy, hơi nhẹ nhàng một chút. Bổ rất sướng mắt anh em nhá, cứ 8k dam thôi. Mình muốn như thế lên khoảng tầm mười mấy nghìn dam nhưng mà vẫn chưa thấy phát nào cả. Đây chúng ta đã có con Rakan ở đây. Thì để up level 9 nhé, up level 9 mình sẽ cho xin thông Rakan vào, chúng ta sẽ có thêm một hệ vũ trụ nữa để khiến cho Dark Earth khả năng hồi máu nhá. Hoặc bây giờ mình có thể lên luôn được này. Đấy, lên luôn được không sao cả. Đấy, chúng ta có thể vũ trụ hộ vệ. Đấy, ok, đội hình binh rồi. Đội hình bây giờ thì đúng là chính xác, gọi là chuẩn Dream Team rồi đấy. Và ok, tôi cần một người boost mana cho con Dark Earth của tôi. Một mạng, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 51.000 dam. Wow, cũng được, cũng khá ổn đấy. Nhưng mình muốn nhìn số lượng dam to hơn nữa, mình muốn nhìn thấy 100.000 dam. Găng một lăng à, khỏi lấy nhá anh em. Game này nhân vật chính của chúng ta là Dark Earth mà, nên là mình sẽ không lấy con nào khác cả. Bất kể con tướng nào mình sẽ đều gọi là từ bật chế độ và từ bỏ nó ha, không chấp nhận. Xem con này đồ gì đây, ông này thì một cái áo choàng thủy ngân này. Ông này thì một cái gọi là quyền năng khổng lồ. Con AC này đã làm mình khó chịu mấy lần rồi. AC của ông này chuẩn bị lên 3 sao đây, còn 3 con nữa. Cứ đang bổ để bị tắt điện thôi. Đang bổ để bị tắt điện. Khó chịu nhở. Một Victor đi. Mình đang có một cái Neko mà khả năng tí mình có thể làm quả Victor 3 sao cũng được. Cái này thì mình sẽ từ từ không lắp nhá. Cả mình thua quá lắp thôi. Còn kiểu mình đang khỏe, đang mạnh thì không nên lắp làm gì cả. Bởi mình vẫn có cơ hội để win mà. Wow. Đây si à, cầm cả bút rồng cơ à, ghê vậy. Thì hôm qua mình làm về một video kiểu Dark Earth cầm 3 vũ thủ thủy rồi. Nhưng mà hôm nay mình sẽ làm 3 găng bảo thạch luôn, cộng với 6 vũ thủy nhá. Anh em sẽ thấy cái lượng sát thương khác nhau đến từ hai trang bị anh em ạ. Mỗi trang bị đều có một cái vẻ đẹp và một cái gọi là sự thú vị khác nhau. Ok. Ok, tôi cần một cái bút mana. Ôi. Kìa, anh em thấy không ạ? Vãi cả trưởng ạ. À, con AC này. Ok, tôi chấp nhận. Coi như một bài học. Một bài học đây. Lulu. Rồng. Sonaka. Dâu. Sonaka. Rồng. Rồng nó nhiều thế nhở. Ok, ông này mình sẽ để qua đây nha anh em. Không là để bị bắt được nữa. Không phải mắc sai lầm thôi mọi người ạ. Không thể mắc sai lầm lần thứ hai được. Rồi, làm thịt team bạn đi ông. Làm thịt team bạn đi ông. Oh shit. Xem đã đốt bổ mà ngộp thở anh em ạ, phê vãi. Mình có, nếu mà Lulu 2 sao mình sẽ cho Lulu vào mọi người nhá. Mình kiếm một con Lulu nữa thôi là mình sẽ thay đổi cho Lulu vào luôn. Nhưng mà không thấy đâu cả. Dấu 2 sao à. Serac này, Serac cho vào đi. Ok, dấu 2 sao. Lúc đó mình thua này một lần rồi. Đơn giản là vì con EC nhá anh em. Con EC với cả mấy con này nó làm như này. Thì bây giờ mình sẽ thiết kế lại. Lúc nãy con Darius đang bổ này này thì lại ăn ngay quả R của EC với cả quả bom của Temo. Thì bây giờ mình sẽ để ở đội hình như này để xem nó ăn được không. Mình gặp bạn ảo nhá. Lần này thua nó thì mình sẽ thay đổi chiến thuật mới. Một mạng, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Xôi hôi. Tôi đánh em chứ nhìn phê vãi cả trưởng. Rồi, không phải nói phét, phê thật. Rồng này anh em, rồng ăn nhiều cực. Nhưng mà mình không có nhu cầu chơi rồng nhá. Đừng để lấy nó vứt bẫy mọi người, đừng để ông này lấy vứt bẫy. Ông này vứt bẫy hoặc vứt rồng thì cũng hơi căng. Vứt bẫy là con đa đớt mình tắt nứng đấy. Đang suy nghĩ à, đang suy nghĩ à, đang suy nghĩ à. Đấy, hết thời gian suy nghĩ. Bạn đã hết thời gian suy nghĩ nha. Suy nghĩ với chúng tôi à. Lulu à. Lulu thì có vẻ cho Rakan hay hơn anh em ạ, cho Rakan đi anh em. Rakan 2 sao đi ha. Ok, cho Rakan 2 sao đi. Bây giờ thì mình sẽ để xem nhá, con Temu ném bom ai, ném bom ở vị trí nào mình sẽ lắp gọi là cái trang bị vút bẫy vào mặt ông ấy luôn. Ok, để xem nhá, xem này, ông ấy gọi là ném bom vào mặt ai. Mình sẽ cho cái vút bẫy vào mồm luôn, đứng im đứng hình đất 5 giây luôn. Đứng hình cái gì nữa. Ui, vút đồng mà bổ vẫn chết mọi người ạ. Ây à, nó hồi phục rồi. Nghe nói Cà Mau xa lắm phải không bạn ơi? Rồi, 21 máu. Đội hình có bá đạo. Sức mạnh tối thượng ở đây trong đâu nữa. Nghe nói Cà Mau xa lắm. Rất đẹp trai, làm kiểu ảnh thôi. QS Raymond. Lần này ông đã lắp. Ai à, bom này. Bom này. Bom. 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 What the fuck. Ok, chúng ta kết thúc game tại đây rồi. Và anh em xem ủng hộ mình đăng ký kênh và một like ở video mọi người nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chào mọi người và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Bye bye.